Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng và bùng nổ thì đã đặt ra những thách thức không hề nhỏ về quản lý hoạt động bán hàng và quản lý thuế. Vì vậy, để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước với hoạt động thương mại điện tử, thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã vừa ký ban hành chỉ thị về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ. Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành liên quan và thời hạn hoàn thành. Trong đó, Bộ Tài chính cắt giảm thủ tục hành chính, thu gọn đầu mối kê khai, tăng cường thu thuế tại nguồn, chống thất thu thuế, xử lý nghiêm vi phạm về thuế, hải quan, chỉ đạo Tổng cục Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chậm nhất trong năm nay phải hoàn thành. Bộ Công Thương chủ trì xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử, hoàn thành chậm nhất trong năm 2025, trao đổi thông tin với Bộ Tài chính để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động thương mại điện tử không kê khai, nộp thuế. Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu về quản lý Internet đối với các website có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong lĩnh vực này. Thủ tướng giao Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, phục vụ định danh, xác thực cá nhân, tổ chức phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử. Ngân hàng Nhà nước thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán, hỗ trợ công tác quản lý thuế, phát triển các tiện ích thanh toán điện tử. Văn phòng Chính phủ chủ trì đẩy mạnh kết nối tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, lĩnh vực thuế, thương mại điện tử trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công cấp bộ, cấp tỉnh.